Hôm nay mình có ra ngoài vườn và mình ra ngoài đường luôn nhé. Mình quay review cho mọi người xem quang cảnh ở đây rất là đẹp nhé. Nói chung đồng quê đây thì rất chi là thoáng mát nhé, không như ở dưới thành phố đâu. Thấy không? Có cây chuối này, cây mít này. Đây là đường rãnh nước nhé. Rãnh nước mà từ trên ở trên đầu nguồn nhé, nó sẽ chảy xuống như đây nha. Nó sẽ chảy ra ngoài sông nhé. Người ta chảy ra sông gọi là sông bé đó. Mình sẽ xuống dưới đây, mình sẽ quay review cho mọi người xem này. Ở dưới cống này, thấy không? Cái cống này thì nó lâu năm lắm nhé. Cống này có khi là được mấy năm rồi đó, phải đến 8 năm rồi. Nhưng mà nó vẫn chưa sụp đổ đâu, vẫn còn bền lắm. Quay review cho mọi người sẽ xem phía dưới. Mọi người thấy không ạ? Nhưng mà sợ rắn lắm nhé. Dưới đây là hại rắn lắm, thì nó bỏ dưới chết khiếp. Thường thường ở trong cái gạch gạch đá mới sợ thôi, chứ là dưới đây thì nó trú ngụ không biết nó nằm ở hướng nào luôn. Anh chị em nhìn thấy gì thế không ạ? Cây này, cái cây cây mướp này, nhưng mà nó khô rồi. Chỉ có hại nhất là cái loại rắn, mà rắn như là khô mọc ấy. Bởi vì nó giống như cành cành cây khô, nó không thể nào phát hiện được. Bây giờ mình sẽ sang phía bên này nhé, phía cuối đường ống nhé. Cống này thì nó bằng bê tông, nhưng mà mùa mưa nó chảy ác lắm nha cả nhà. Mùa mưa là nó chảy ngập cống luôn, chảy kinh khủng luôn nha. Chảy hết trong kia xong rồi nó sẽ chảy trong dưới suối. Suối mà chỗ mà mình lần trước mình có quay video mình đi trích cá đó, suối nước chảy rất là nhiều nhá. Bên kia cũng có rãnh nước nhá, bên này cũng có rãnh nước, thấy không? Từ đầu nguồn kia là sẽ chảy xuống dưới đây. Anh chị em nhìn trong video thì thấy nó vậy thôi, nhưng mà khi mình ra đó mình nhìn là mới thấy rõ. Phía bên trong này thì cũng có rồng mít nhá, mít này. Mít nó phát triển rất là nhanh nhé, này, thấy không? Mít nó phát triển lẹ lắm. Mà cái giống mít này là cái mít Thái nhá, mít này mít lai nhá, nên nó phát triển rất nhanh mà trái rất bự, rất to nhá. Mà mình muốn bảo quản được cái mít này ấy, là mình phải cho vào trong cái bịch, xong dần dần mình mới cho vào một cái bao thì nó mới được lâu. Còn cây này là cây xưa nhá, khá là cao cổ thụ rồi. Mọi người thấy cao cổ thụ ha. Cây xưa rồi mà, những cây xưa này bao giờ nó cho vậy. Trái mít bên trong thì rất là bự luôn nha. Bây giờ mình sẽ vào trong đó, mình sẽ review cho mọi người xem luôn nha. Giờ mình sẽ ra vườn và mình sẽ quay review cho mọi người xem quả trời rau này. Cả nhà thấy không ạ? Rau quá trời luôn này, bầu bí hơi bị nhiều nhé. Phía bên này là mít, mít to lắm. Cả nhà thấy mít to không? Trời ơi, cái quả mít này nó rơi có khi là phải đến 20 kg. Ủa, cây tuy rất nhỏ mà trái rất nhiều.
Cái nhà thấy ghê không? Bầu bì ăn chết luôn hết luôn ấy. Nhưng mà mình thì khoái, thì mình chỉ có khoái nhất là sầu riêng thôi. Sầu riêng là mình thích thôi. Ở đây là chuối này. Cái nhà thấy chuối không ạ? Đó, chuối xiêm. Còn bên kia có cả chuối tiêu. Đây là đỗ nhé, nhà nhé. Còn đây là rau khoai này, mình có thể có củ luôn nha, mình có thể rổ củ luộc luôn. Khoai 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 ngon lắm ạ. Khoai này thì mình có thể ăn cả lá này, ăn ngọn đấy. Mình có thể mình dùng và mình có thể ăn ngọn được nha, mình ăn cả củ được nha. Có hai tác dụng. Nói chung là ở đồng quê thì không thiếu gì rau đâu, nhưng thành phố ta thiếu rau lắm, thiếu thốn về rau nhiều lắm. Đồng quê thì anh chị em ăn rau không hết luôn. Bầu bí lọc mùng à, còn đây là rau đay nhé, rau đay có dùng thêm rau đay để ăn thêm rau đay này ngon hơn. À, thì bên này thì mình có dùng thêm hành. Chưa à, chuối thì mình cũng đã chặt được một buồng đúng rồi cả nhà. Đây à, chuối này là chuối đúng là chuối tiêu, nhưng mà chuối chuối chuẩn nha, chứ không phải chuối vớ vẩn đâu nha, chứ không phải là chuối công nghiệp và công ty đâu cả nhà. Nhà xem chuối mà chuối tiêu mà cứ mà hình như thế này là anh chị em biết là chuối không phải dạng vừa đâu nhé, là chuối ngon đúng không? Đó, đây là rau đay nhé, này ăn canh cua ngon. À, còn đây là ớt nha cả nhà. Rồi ok, cảm ơn tất cả mọi người xem video của mình nhá. Anh chị em nào muốn thích ăn chuối gì thì có thể comment dưới video này, mình sẽ ship cho mọi người nhá. Chuối thì có chuối tiêu, chuối xiêm có hết nha. Rồi rau thì rau đay, rồi rau cải, rồi hành hẹ, rồi trái cây mít miếc tùm lum đấy, có hết luôn nhá. Anh chị em nào mà nhìn trong video này mà thấy cái nào mà anh chị em thích ăn thì cứ comment dưới, mình sẽ ship tận nơi nha, giá rẻ nha. Rồi ok, hẹn gặp lại anh chị em video lần sau nha. Bye bye.